Dạ vâng, em lại xin được chào tất cả các bác đã trở lại với kênh của Chu Du Audio Bắc Giang. Hôm nay thì em lại tiếp tục lên cho các bác một bộ mic mang thương hiệu BF Audio các bác nhé. Thì các bác đang nhìn trên này nhỏ đây rồi. Một bộ mic duy nhất BF Audio mã là VIP 88. Thì cái mã này thì trước Tết em cũng có bán rất là nhiều rồi các bác nhé. Trước Tết em có bán rất là nhiều rồi. Nhưng mà hàng trước Tết thì nó là tay da cá. Tay da cá các bác nhé. Thì ngày hôm nay thì còn một bộ thì nó là tay titan 7 màu anh em nhé. Nó là tay titan 7 màu. Đấy, hàng cao cấp của BF Audio. Thì các bác biết rồi, BF Audio một thương hiệu rất là lớn rồi. Và những cái mã mic của nó như là BF VIP 888 này, BF VIP 80 này, BF G11 này này. Rất nhiều cái mã của nó thì được trên thị trường anh em bán rất là nhiều và cũng được các bác đánh giá rất là cao. Những sản phẩm của BF Audio thì giá mới của nó không hề rẻ các bác nhá. Như những bộ mic này thì giá mới của nó đâu đó đang khoảng 7 triệu rưỡi đến 8 triệu anh em nhá. 7 triệu rưỡi đến 8 triệu. Đấy. Thì ngày hôm nay các bác đang có một bộ mic BF VIP 88 này. Đấy, hàng bãi dùng gần như lướt. Thì em sẽ để cho bác giá chỉ bằng một đâu đó 1/4, 1/5 thôi. Các bác nhá. Đầu like các bác cho em xin một nút like các bác nhá. Thì kênh của em thì vừa rồi nghỉ Tết cho nên là kênh cũng mất tương tác rất là nhiều. Nghỉ Tết em nghỉ Tết lâu, em nghỉ Tết sớm. Vì thực sự các bác là trong Tết thì hàng nó cũng hết sớm. Hàng nó hết sớm, mic với cả vang các thứ của em gần như là hết cháy hàng trong Tết. Đấy, em chỉ còn loa mới sút thì vẫn còn một số hàng thôi. Đấy, đẩy thì cả nhà còn hai con này. Một con là A600 và một con DF21000. Con này là 1000W một kênh, con này là 650W một kênh. Còn nó ghi là mã là LA650 nhưng thực tế của nó con này nó là LA600 các bác nhá. Nó là 600W một kênh. Đấy. Thì anh em nào mà đang cần đẩy thì các bác cũng có thể kết nối bên em thì giá đầu xuân vẫn luôn luôn để có lì xì đầu năm cho các bác nhá. Đấy, thì bộ mic này ngày hôm nay thì bình thường bộ mic nhà em đang bán là 2.100.000 nhá các bác nhá. 2.100.000. Đấy, con này thì có tự ngắt, có gia tốc và có cả cảm biến chống va đập đầy đủ nhá. Nó cao cấp hơn bay ư. Đấy, con này thì bao cho anh em nhận hàng, test hàng, cảm thấy ưng các bác nhận hàng các bác nhá. Bởi vì là hàng này thì em bán rất là nhiều rồi. Và chưa một bác khách nào chê cả. Hàng này thì cam kết anh em là tiếng sẽ hay hơn bay ư nhá. Hay hơn bay ư. Sóng sánh các bác có thể mượn một bộ bay ư về để so sánh các bác nhá. Mặc dù nó con này là đầu thu nhỏ. Con này nó đầu thu nhỏ các bác nhá, như các bác có thể nhìn thấy. Con này thì anh em có thể check ở kênh của bên em hoặc là các kênh khác người ta bán cũng rất nhiều. Trước Tết thì em đã có khui ra nội thất, ruột gan các thứ đầy đủ hết rồi. Đấy, ngày hôm nay thì còn một bộ thôi. Thì em sẽ quay video trực tiếp mà chứ không mở nội thất nữa. Các bác cần nội thất thì các bác có thể vào kênh của em tìm mã BF VIP 88 các bác nhá. Mã BF VIP 88 này thì nội thất của nó giống nhau hết các bác nhá. Con này thì củ của nó giống như là củ 790 các bác nhá. Củ giống như củ 790. Tuy nhiên thì dòng này tiếng của nó rất là chắc và khỏe. Con này thì các bác nhá, em bao zin 100% cho anh em nhá. Bao zin 100% cho anh em. Đấy. Con này thì có một cái điểm là ở cái màn hình này nó có một cái vết chấm 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 than nhẹ ở bên dưới này. Không biết là bụi bẩn nó vào hay cái gì. Thì đang có một cái vết chấm đen ở bên dưới cùng này. Đấy, màn hình thì không ảnh hưởng gì các bác nhá. Nó chỉ bằng đúng bằng một cái đầu thăm thôi. Đấy. Em cũng không muốn tháo ra để vệ sinh đâu. Không muốn tháo ra vệ sinh. Và em bảo hành màn hình cho các bác nhé. Bảo hành màn hình cho các bác. Đó. Bảo hành cả màn hình cho các bác nhé. Đó. Màn hình này thì em bảo hành cho các bác. Kể cả là sau này màn hình có thể các bác đập đi hát mic vẫn hát bình thường. Tuy nhiên là màn hình này có thể thay được các bác nhé. Thay thì chỉ các bác nếu mà mang ra thợ thay chắc chỉ hết độ 150 thôi. Đó. Còn bên em thì hỗ trợ cho bác thay hết 100.000 được cùng thôi. Tuy nhiên là đây là không phải hỏng màn hình các bác nhé. Đây là em đang có thể nó bị bụi bẩn hay cái gì nó bám vào đây thôi. Nó có một cái vết chấm đen ở bên trong này. Đấy, thì em cũng không muốn tháo ra đâu. Đấy, bán luôn cho các bác thôi. Bộ này thì em sẽ để khai xuân cho các bác giá là 1.800.000. Đấy, 1.800.000 các bác nhá. 1.800.000. Bên em bao ship và tặng cho bác một bộ pin sạc 3300 mAh này các bác nhá. Một bộ pin sạc 3300 mAh này. Bộ này thì em đang bán ngày thường là 300.000 bao ship. Thì nếu các bác mua trong những ngày đầu xuân năm mới này thì bên em vẫn lì xì cho các bác. Giá chỉ còn 250.000 bao ship thôi các bác nhá. Đầu xuân thì em giảm giá tất cả các sản phẩm cho các bác chơi. 250.000 một bộ pin sạc này, bên em bao ship toàn quốc cho anh em nhé. Bộ này là bộ pin sạc 3300 mAh sạc của Double Bao hàng chính hãng và của nó là đết cao nhất của dòng Double Bao các bác nhé. Tháng 1 năm 2024 bây giờ mới đang là đầu tháng 2 thôi, bây giờ nó đang là giữa tháng 2 thôi mà pin sạc của em nhập về là tháng 1 năm 2024 nhé. Nhập vừa nhập về trước Tết, 27-28 về nhà đấy, 27-28 Tết về nhà đây. Tháng 1 năm 2024 những cái bộ pin sạc không bao giờ bị tồn kho các bác nhé. Nhà bên em là nhà phân phối pin sạc, không bao giờ có pin sạc tồn kho các bác nhé. Các bác mua vào những cái bộ pin mà nó từ tháng 7 tháng 8 năm 2023 thì đương nhiên là cái dung lượng pin nó sẽ bị hao đi một phần rồi.
Thế còn đây của em, nhà em đây là luôn luôn là pin mới các bác nhá. Pin 100% là pin vừa mới nhập về đến nhà trước Tết xong thì bây giờ bên em mở bán. Bác nào mà chốt những cái bộ mic này, những cái bộ pin sạc này trong những ngày đầu xuân năm mới này thì bên em vẫn để cho bác giá là 250.000 các bác nhá. Thế còn ngày thường thì bên em đang bán là 300.000 bao ship các bác nhá. 250.000 bên em cũng bao ship toàn quốc cho anh em rồi nhá. Ok chưa? Với bộ pin như thế này thì các bác khi lắp vào những cái bộ mic như thế này thì các bác hát có thể đến 6 đến 8 tiếng các bác nhá. Hát 6 đến 8 tiếng liên tục, hoặc là những dòng bio các bác có thể hát từ 6 đến 8 tiếng liên tục anh em nhá. Đấy, các bác dùng cả năm, 2 năm, 3 năm chưa chắc nó đã hỏng đâu các bác nhá. 250.000 các bác nào mua thì nhanh tay nhá. Ok chưa? Cái giá này em chỉ khuyến mại trong trước ngày mùng 10 âm lịch thôi các bác nhá, trước ngày mùng 10 âm lịch thôi. Trước ngày mùng 10 tháng Giêng các bác nhá. Giá khuyến mại đến hết ngày mùng 10 tháng Giêng, hết ngày mùng 10 tháng Giêng các bác nhá. Có nghĩa là em sẽ khuyến mại đến hết ngày mùng 10 tháng Giêng là gọi là khai xuân. Bác nào mua bao nhiêu bộ cũng được. Mua bao nhiêu bộ cũng được. Hết ngày mùng 10 tháng Giêng này em sẽ không để bán 250.000 nữa. Vì giá này là giá lọc lá đầu xuân cho anh em rồi, 250.000 bao ship các bác nhá. Bình thường các bác mua pin 3200 nó đã là 270-280 rồi. Bên em bán 3300 là 300.000. Thì ngày hôm nay những cái ngày khai xuân này là chỉ có 250.000 bao ship các bác nhá. Đấy. Cái bộ mic này thì em bao cho anh em là đẹp, long lanh, mướt mát các bác nhá. Các bác nào mà có nhu cầu bộ mic này các bác cũng liên hệ trực tiếp bên em luôn các bác nhá. Giá là 1.800.000 bao ship. Đấy, và bên em vẫn tặng cho các bác một bộ pin sạc như thế này. Thì các bác tự tính ra thì bộ mic này em đang bán xả rất là rẻ rồi các bác nhá. Rẻ như là mic bị mic bio bị xanh rồi. Thì nó có tự ngắt gia tốc và cảm biến va đập đầy đủ nhá. 790 thì sẽ không có cảm biến va đập. Cái cảm biến va đập là khi va chạm mạnh như này nó không phát ra tiếng đâu nhá. Nó không phát ra tiếng này. Đấy. Đấy các bác nhá. Thế còn bio mà các bác cứ đập như thế này thì nó cũng bụp 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 bụp. Va chạm nhẹ thì nó vẫn phát ra tiếng bình thường nhá. Va chạm nhẹ nó vẫn phát ra tiếng bình thường này. Thì sau khi các bác va chạm mạnh là nó ngắt tiếng luôn. Đấy, khi hai cái mic mà va chạm mạnh nó mới ngắt tiếng luôn. Hoặc các bác dùng một cái vật kim loại nào đó các bác gõ mạnh ở đây nó cũng ngắt tiếng này. Đây. Bình thường các bác dùng những dòng bio các bác gõ này nó tiếng nó ra lổ lụp bụp ở loa cả. Có nghĩa là con này khi cảm biến chống va đập thì các bác khi làm rơi trên độ cao vừa là ngắt bằng gia tốc vừa là ngắt bằng cảm biến va đập luôn các bác nhá. Rất là an toàn cho những cái bộ dàn loa siêu cấp của các bác. Đây là một trong những tính năng mà rất gần như thị trường gần như là em chỉ thấy trên dòng mic BF này có thôi. Hiện tại thì đến thời điểm này em chỉ thấy trên những dòng mic BF này có thôi. BF G11, BF VIP 88 những cái dòng này là trung vỉ các bác nhá. Các bác có thể xét cái tay này vào BF G11 được. Anh em nào mà đang có những bộ mic BF G11 các bác có thể dùng tay này để xét sang được các bác nhá. Vì nó chung một vỉ máy các bác nhá, chung vỉ máy, chung vỉ mạch. Đấy. Cái vỉ này của nó là vỉ đầu thu nhỏ nhưng mà vỉ của nó thì vẫn bằng vỉ của BF G11 các bác nhá. Vỉ của nó vẫn là vỉ của BF G11 anh em nhá. Vỉ của nó to vẫn to bằng BF G11 thôi. Cho nên là giá của BF G11 như nào thì con này vẫn như vậy các bác nhá. Và chất âm của nó của BF G11 như nào thì con này vẫn như vậy các bác nhá. Thì con này của nó thì nó là bản gọi là anh em người ta làm thu gọn hơn. Để các bác mà khi mà làm xô chậu ấy đấy, các bác có thể đặt được hai bộ mic ở trên một mặt sàn như thế này thì nó là để làm gọn cái tủ máy thiết bị của các bác thôi. Hoặc các bác mà làm phòng hát ấy, phòng hát VIP ấy, mà làm hai bộ mic đấy, thì các bác có thể đặt lên đây hai bộ mic, nó cũng chỉ bằng có một bộ mic thôi đấy. Nó tiết kiệm được những cái khoảng không ở bên trong cái hộp đầu thu, hộp sóng to cái đầu thu to thôi. Thế còn về vỉ máy của nó bên trong vẫn như nhau anh em nhé. Và chất âm của nó thì không thay đổi. Con này thì em khẳng định các bác là tiếng nó chắc, nó khỏe và tiếng nó hay hơn bio. Đấy. Và cái tính năng của nó cũng hơn cả bio luôn. Mà giá thì đang rất là hợp lý anh em nhé. Em alo thử mic cho mình. Alo 1245678910. Con này thì không có điểm gì chê luôn. Anh em 1245678910. Anh em 1245678910. Các bác nghe tiếng giải bát, giải chung, giải chép của nó thì quá ngọt ngào rồi đúng không ạ? Mà giá thì gọi là siêu rẻ luôn anh em ạ. Con này thì tính năng của nó thì cao cấp hơn cả bio. Mà sóng sánh của nó này cũng khỏe hơn bio. Anh em có thể về lấy một bộ bio đầu thu to của nhà khác sang thử nhá. Anh em nhá. Các bác có thể lấy một bộ bio của đầu thu to để thử sóng. Ok chưa? Rồi, các bác đang xem thì tặng em zoom nút like các bác nhá. Bác nào mà chốt hàng các bác liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em là 0378 030 730 các bác nhá. Số điện thoại em sẽ ghim trên tiêu đề và trên màn hình bày của em. Em cũng có thể chụp lại cái bảng tên của em này để các bác khi có nhu cầu về các cái thiết bị âm thanh thì các bác có thể liên hệ trực tiếp bên em các bác nhé. Địa chỉ của em thì tại xóm Chùa, Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang, đối diện cổng ngân xã Liên Sơn, đi vào 300m là đến nhà em các bác nhé. Anh em có thể đến trực tiếp cửa hàng để test thử chất âm và mua hàng. Rồi, em xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Các bác đừng quên tặng em Dung một nút like các bác nhé. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì cho em xin được lượt đăng ký kênh và bấm nút chuông để theo dõi các cái sản phẩm tiếp theo của bên em. Xin cảm ơn tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.